lộ chuyện tình ái của Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam, kẻ viên mãn, người chưa một lần yêu ai. Thùy Lâm sống trong tổ ấm hạnh phúc như mơ. Nữ ca sĩ Nguyễn Thùy Lâm là người đẹp đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2008. Ngoài ra, cô còn gây ấn tượng mạnh khi đoạt được hầu hết giải phụ tại cuộc thi sắc đẹp này. Sau chiến thắng vẻ vang, Thùy Lâm đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Thế giới 2008, tổ chức trên chính sân nhà. Cô xuất sắc lọt vào top 15 người đẹp nhất. Mặc dù là hoa hậu rất nổi tiếng lúc bấy giờ, song Thùy Lâm không tận dụng sức nóng để đẩy mạnh sự nghiệp ca hát, diễn xuất. Năm 2010, cô quyết định kết hôn cùng tiến sĩ kinh tế Nguyễn Anh Tuấn, sau đó lui vào hậu trường thực hiện thiên chức làm vợ, làm mẹ. Hôn nhân của cặp đôi đẹp càng viên mãn khi họ có hai thiên thần nhỏ, đủ nếp, đủ tẻ. Trong suốt thời gian ở ẩn, ngoài việc chăm lo cho tổ ấm, Thùy Lâm còn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh. Rất hiếm khi hoa hậu xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Phạm Hương công khai đã tìm thấy bạn đời. Kế thừa ngôi vị của Thùy Lâm là Phạm Hương, người đẹp Hải Phòng đăng quang Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2015. Phạm Hương sở hữu vẻ đẹp Tây quyến rũ. Cùng năm, cô đại diện nước nhà thi Hoa hậu Hoàng vũ Thế giới, dù không được xướng tên vào top 15 nhưng để lại khá nhiều dấu ấn. Mặc dù là hoa hậu nổi tiếng bậc nhất làng giải trí, nhưng Phạm Hương lại rất kín tiếng trong chuyện tình cảm. 3 năm sau khi đăng quang, cô mới vướng phải tin đồn tình ái đầu tiên. Người đàn ông được cho là tình nhân của hoa hậu là Bobby Phước Trần, đại gia có tiếng trên thương trường. Sau một thời gian ngưng sử dụng Facebook, Phạm Hương chính thức xuất ngoại lưu trú vào khoảng đầu tháng 9 năm 2018. Hoa hậu thông báo vừa chữa bệnh, vừa mở rộng công việc tại xứ sở cờ hoa. Thế nhưng chuyến đi bất ngờ của Phạm Hương lại làm rộ lên tin đồn ở ẩn dưỡng thai, sinh con cho bạn trai đại gia. Mặc dù phía hoa hậu đã phủ nhận quyết liệt nghi án bầu bí, song mọi động thái của Phạm Hương trên mạng xã hội đều thu hút sự quan tâm từ dư luận. Cho đến đúng dịp Valentine 2019 mới đây, người đẹp Hải Phòng bất ngờ thông báo đã đính hôn trên đất Mỹ. Công khai những kim cương cầu hôn bạc tỷ, song Phạm Hương giấu kín mọi thông tin về hôn phu. Chứng kiến Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2015 tìm thấy bạn đời và sống trong những ngày tháng hạnh phúc, người hâm mộ vô cùng vui mừng. Hàng ngàn lời chúc phúc được gửi đến Phạm Hương, háo hức chờ ngày cô lên xe hoa. Tuy nhiên số khác lại tò mò xem bạn đời của Hoa hậu họ Phạm là ai. Một số ý kiến hoài nghi đó là doanh nhân Bobby Phước Trần, người tình tin đồn trước đó của Phạm Hương. Song tất cả chỉ là những tin đồn không được kiểm chứng. Hờ Hen Nhê đã có bạn trai, chính thức thoát kiếp FA. Được Phạm Hương trao vương miện trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017 là người đẹp ED Hờ Hen Nhê. Đó là một cô gái sở hữu ngoại hình cá tính, khác biệt nhất trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp Việt Nam. Năm 2018, Hờ Hen Nhê đại diện Việt Nam tranh tài tại Hoa hậu Hoàng vũ và lập nên kỳ tích khi lọt vào top 5 chung cuộc. Không giống như nhiều người tưởng tượng, ở tuổi 26, Hờ Hen Nhê vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Đến năm 27 tuổi, khi đăng quang Hoa hậu được gần một năm, thì người đẹp ED mới yêu lần đầu. Cụ thể, vào đầu tháng 1 năm 2019, Hờ Hen Nhê chính thức xác nhận có bạn trai. Anh hơn cô 3 tuổi và làm trong lĩnh vực truyền thông, không phải đại gia. Điểm Hờ Hen Nhê ấn tượng nhất với người yêu là biết quan tâm đến cô và gia đình. Hờ Hen Nhê cũng bày tỏ rằng tình yêu của mình mới trong giai đoạn chớm nở, chưa có gì đặc biệt. Khi nào mối quan hệ trở nên khăng khít, chắc chắn hơn, cô sẽ chia sẻ nhiều hơn với dư luận. Hé lộ cuộc sống hiện tại của top 3 Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017 sau một năm đăng quang. Hờ Hen Nhê đăng quang Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017 vào ngày 6 tháng 1 năm 2018. Là một trong những đại diện nhan sắc quốc gia, người đẹp trở thành khách mời danh dự của nhiều sự kiện lớn và luôn đầu tư trang phục chỉnh chu. Phong cách thời trang của cô được đánh giá thanh lịch, sang trọng. Trong suốt một năm đăng quang, Hờ Hen Nhê có cuộc sống bình dị, không gây chú ý bằng những món hàng hiệu xa xỉ. Hoa hậu tâm sự, vương miện là thay đổi lớn nhất cuộc đời cô, giúp cách xê tăng gấp nhiều lần, nhưng không đồng nghĩa cô có cuộc sống giàu sang, xa hoa. Người đẹp chăm chỉ làm việc, tiết kiệm tiền giúp bố mẹ, trả nợ ở quê nhà và dành tiền trang trải cho cuộc thi Miss Universe. Làm hoa hậu, tôi vẫn miệt mài hoạt động, lo cho gia đình và tương lai sau này, cô bày tỏ. Dấu ấn lớn nhất của Hen Nhê trong nhiệm kỳ chính là thành tích top 5 Miss Universe 2018. Lần đầu tiên Việt Nam đạt thành tích cao trong lịch sử tại đấu trường nhan sắc, được đánh giá là khắc nghiệt nhất nhì thế giới. Xuyên suốt cuộc thi, Hờ Hen Nhê luôn thể hiện một hình ảnh đầy năng lượng, quyết tâm trong mọi hoạt động. Ngoài vị trí đầy tự hào, câu chuyện vừa khó, từ chối chuyện kết hôn năm 14 tuổi để theo đuổi ước mơ của Hờ Hen Nhê còn truyền cảm hứng mạnh mẽ đến với bạn bè quốc tế sau cuộc thi.
Đi lên từ khó khăn, Hờ Hen Nhê luôn thấu hiểu và hướng tấm lòng đến những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Cô từng dành hết tiền thưởng làm từ thiện, tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện trong suốt một năm nhiệm kỳ đầu tiên. Đại sứ nhân ái đồng hành cùng chương trình Nâng Bước Đến Trường, tham gia chương trình chăm sóc thính lực cộng đồng tại Việt Nam 2018, đại sứ toàn cầu Room to Read. Với những hoạt động không ngừng nghỉ ấy, Hờ Hen Nhê được vinh danh trong giải thưởng Ngôi sao vì cộng đồng. Cô cảm thấy vinh dự và mong muốn tiếp nối các dự án của mình ở quy mô rộng lớn hơn trong những năm tiếp theo. Trong một năm đăng quang, Hờ Hen Nhê trở về nhà ăn mừng thành tích top 5 Miss Universe 2019. Người đẹp vẫn giữ nét giản dị, nụ cười rạng rỡ và khiến đông đảo khán giả nước nhà yêu mến bởi chính tâm hồn và nhân cách của mình. Hoàng Thùy, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017. Sau cuộc thi, cô khá im hơi lặng tiếng so với hai nhan sắc còn lại. Thỉnh thoảng cô đảm nhận vai trò vedette trình diễn vì mối quan hệ thân thiết với nhà thiết kế. Hoàng Thùy nỗ lực tăng cân, giúp sở hữu vóc dáng gợi cảm hơn với số đo 82, 60, 94. Người đẹp quê Thanh Hóa cũng niềng răng, mong có được hàm răng hoàn hảo. Hoàng Thùy xây dựng hình ảnh một nữ hoàng sắc đẹp, khác với phong cách top model trước đây. Dự kiến cô sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2019, nhưng không cảm thấy áp lực trước vị trí mà Hờ Hen Nhê đạt được. Với tôi, Hờ Hen Nhê đóng vai trò như một ngọn cờ tiên phong, mở đường cho nhan sắc Việt tiến đến những nước cao hơn tại Miss Universe. Nhờ thành tích này, bạn bè thế giới sẽ biết đến Việt Nam nhiều hơn. Cô ấy truyền động lực rất lớn cho những người đi sau. Mô Thủy chia sẻ danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Hoàng vũ, giúp cô có nhiều trải nghiệm mới mẻ so với công việc người mẫu trước đây. Cô trở thành gương mặt không thể thiếu ở các sự kiện và có phong cách thời trang biến hóa phù hợp. Mô Thủy vẫn duy trì hoạt động chụp ảnh, trình diễn thời trang nhưng hạn chế hơn trước đây. Mô Thủy đẩy mạnh hình ảnh tham gia các chương trình game show trên truyền hình. Ngoài ra, cô đồng hành cùng các chương trình thiện nguyện hướng đến đối tượng sinh viên. Trong suốt một năm qua, top 3 Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017 chỉ hội ngộ duy nhất một lần khi trình diễn trong bộ sưu tập của Công Trí tại tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam. Thực hư chuyện Á hậu Hoàng Thùy tiếp bước Hờ Hen Nhê thi Hoa hậu Hoàng vũ 2019. Vào chiều ngày 20 tháng 2, nhiều trang mạng đưa tin Hoàng Thùy chính thức đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Hoàng vũ 2019. Thông tin này dựa trên câu trả lời của Hoàng Thùy trong một đoạn clip phụ đề tiếng Việt khi trò chuyện tại Philippines. Theo đó, câu nói của Hoàng Thùy được trích dẫn như sau. Tôi nhận được quyết định là đại diện Việt Nam tại sân chơi Miss Universe. Trên thực tế, đây là đoạn dịch sai lệch. Thực chất, trong clip Hoàng Thùy nói, tôi quyết định tham gia Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam. Sau đó, cô phân tích, đây là cơ hội của tôi để làm rất nhiều hoạt động thiện nguyện, kết nối với mọi người trên đất nước của tôi, và Hoa hậu Hoàng vũ cũng là sân chơi lớn đối với tôi, nơi có thể truyền cảm hứng đến mọi người, chia sẻ câu chuyện và những hoạt động của tôi. Như vậy, cuộc thi mà Hoàng Thùy nhắc đến là Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam, cuộc thi mà cô đoạt ngôi vị Á hậu 1 và Hờ Hen Nhê đăng quang Hoa hậu. Đồng thời, cô tránh nhắc đến cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ 2019. Sau khi clip dịch sai nói trên được phát tán, nhiều người tỏ ra chắc chắn về thông tin Hoàng Thùy chính thức đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Hoàng vũ 2019. Vào chiều ngày 20 tháng 2, đại diện của Ban tổ chức Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam cũng xác nhận chuyện dịch sai dẫn đến hiểu lầm. Ban tổ chức đang phải đính chính thông tin này vì có nhiều bên đăng tải. Phía ban tổ chức cho biết, câu hỏi của MC Philippines là điều gì truyền cảm hứng cho bạn để đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàng vũ 2019? Vì vấn đề này chưa có thông tin chính thức, Hoàng Thùy đã khéo léo để trả lời né tránh, nói sang việc cô ấy dự thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017. Theo ban tổ chức Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam, Hoàng Thùy chủ động không xác nhận việc tham dự Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2019 như trong câu hỏi từ phía Philippines đưa ra. Hơn nữa, trước khi cuộc phỏng vấn diễn ra, phía Philippines cũng gửi trước các câu hỏi để Hoàng Thùy nắm rõ nội dung phỏng vấn, nên cô rất cẩn thận tránh phát ngôn sai hay vạ miệng. Theo một nguồn tin cho biết, việc Hoàng Thùy đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Hoàng vũ 2019 hiện còn phụ thuộc vào quá trình hoàn tất giấy tờ và thủ tục. Chính vì vậy, dù tin đồn này đã lan truyền trên mạng trong nhiều tháng nay, ban tổ chức và Á hậu vẫn rất kín kẽ trong phát ngôn, chưa một lần khẳng định. Bản thân Hoàng Thùy là người chuyên nghiệp, khéo léo và nghiêm túc, nên không có chuyện cô ấy phát ngôn sai trên một kênh truyền hình truyền thông quốc tế. Ban tổ chức Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam cho biết, tại đêm chung kết Hoa hậu Hoàng vũ 2018, Hoàng Thùy cũng có mặt tại Thái Lan để cổ vũ cho Hen Nhê. Sau khi Hờ Hen Nhê lọt vào top 5, nhiều đài truyền hình Thái Lan cũng để ý đến Á hậu và phỏng vấn cô. Họ gọi cô là đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàng vũ 2019, nhưng Hoàng Thùy liên tục đính chính, chỉ dùng từ mong muốn tham gia, chứ chưa hề xác nhận.
Hiện tại Á hậu Hoàng Thùy đang có mặt tại Philippines để làm diễn giả tại một chương trình tại đây, cùng rất nhiều nhân vật đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Cô diễn thuyết hoàn toàn bằng tiếng Anh vào lúc 14 giờ chiều ngày 20 tháng 2. Việc trả lời phỏng vấn truyền hình Philippines hôm 19 tháng 2 cũng nằm trong loạt hoạt động này.